Chào thầy các bạn, sau đây mình sẽ trình bày bài tập 5 môn vi xử lý. Và đề bài là viết chương trình điều khiển 8 nét bài đoạn bằng phương pháp quét. Theo yêu cầu là cho chữ hello chạy từ phải sang trái, sau đó chốt tắt 3 lần, sau đó là đếm đi dây và lặp lại. Lặp lại là sẽ chạy lại từ đầu. Và mình đã mô phỏng trên file Protot của mình. Mình khá là đơn giản thôi, là đầu tiên là có một con BSC 16887. Tiếp đến là 8 con led bài đoạn được kết nối thành một chuỗi, một nút reset, thật ăn để tạo xung. Và đầu tiên là chân từ C0 đến C7 mình sẽ nối với lại từ chân A đến chân G. Từ chân D0 đến chân D7 là mình sẽ nối với lại qua một cục nót vào số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mà tương ứng với 8 led từ trái sang phải. Và đây là phần sau đây là phần viết code của mình. Thì đầu tiên thì mình sẽ khai báo thư viện là 16f887.h. Và tiếp đến là khai báo một hàm delay, 20 MHz. Và một đầu tiên đến là mảng, một mảng led bài đoạn. Mảng led bài đoạn này là để hiển thị các số từ 0 đến 9 như bài trước mình đã mô phỏng rồi. Ở bài này thì có một cái mảng mới, đó là mảng mảng chữ. Đầu tiên là thì đề bài là yêu cầu chữ hello. Thì cái mảng này thì đầu tiên là cho 8 số đầu là mình sẽ cho bằng 0. Và tiếp đến là 5 số sau là tương đương với chữ H, chữ E, hai chữ L và chữ O. Và tiếp đến là 8 trên 0 tiếp. Và mảng dưới là mảng cũng tương tự, cũng là như bản mảng con của bản trên thôi, nhưng mà nó là 8 chữ, là chữ hello luôn, không có chứa trình rộng. Và tiếp đến là mình khai báo các biến k, i, c, a, b là để sử dụng trong cái chương trình của mình. Trong chương trình này thì mình có 3 chương trình con. Đầu tiên là chương trình cho led cho chữ hello dịch trái. Thì đầu tiên là mình sẽ cho một vòng lặp for. Khai báo là chân K bằng FE, tức là con led đầu tiên, tính từ con led đầu tiên. Và cho G bằng Y, G sẽ bằng, và cho đến G bằng Y chạy đến G đến 8 cộng Y, G cộng cộng. Biến Y ở đây là mình sẽ cho ở dưới chương trình chính, là mình sẽ cho chạy từ 0 đến 14, 0 đến 13, tương ứng với lại từ 0 đến 13, tương ứng với lại từ 0 đến chữ cuối cái chữ hello là chữ O. Và sau đó là mình cho trên output D, là output D của mình là mình cho bằng K, là bằng cái chân led đầu tiên. Và tiếp đến là trên output C, output C là sẽ mình sẽ cho cái mảng hello này, mảng hello này bằng G, biến với biến G. Thì và sau đó là K sẽ bằng K cộng 1, là cứ mỗi lần G tăng một đơn vị thì con chữ H sẽ thay đổi, chạy từ bên phải qua bên trái. Và khi mà đến G Y bằng 2 rồi, đầu tiên là Y bằng 0 thì không có gì hết, đến Y bằng 1 thì là chữ H sẽ xuất hiện ở đây. Y bằng 2 là chữ H sẽ dịch trái qua một lần là đến con led thứ 7. Khi đó là chữ E sẽ là con led thứ 8. Và từ từ cứ thế cộng Y lên thì chữ hello sẽ dịch trái từ phải sang trái. Và tiếp đến là chương trình thứ hai là chớp tắt 3 lần của mình. À, còn đây là vòng for này á, để giúp cho cái thời gian hiển thị cái chữ hello của mình được lâu hơn, nó không có bị gián đoạn. Cái số này là số từ 0 đến 60 thì mình tùy chỉnh, là các bạn có thể điều chỉnh số khác mình cũng được. Tiếp đến là chương trình chớp tắt con thứ hai. Thì với đầu tiên là mình sẽ cho một vòng lặp for chạy từ 0 đến 80, là cũng tương tự như ở trên, là do số mình tùy chỉnh để hiển thị cái chữ hello càng lâu, khoảng chớp tắt của chữ hello.
Ví dụ mình cho đến số càng cao thì cái chữ hello nó sẽ hiện càng lâu hơn. Thì đầu tiên là mình chân cho output D 0 nhân FD, tức là con led thứ hai, tương ứng với con led thứ hai. Ở chân 0 nhân FP là tương ứng với con led thứ thứ ba. Và cứ thế tương tự như là chân S7, chân EF và chân DF là tương ứng với lại con led thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thì với mỗi con led thì mình sẽ cho hiện lên một chữ. Với con led ở chân thứ hai thì mình sẽ cho hiện chữ H. Chữ H của mã hello 1 này, phải hello 1 này rồi. Thì số 0 đầu tiên sẽ là chữ H. Số 1 sẽ là chữ E. Số 2 sẽ là chữ L, số 3 chữ L và số 4 sẽ là chữ L. Với mỗi chân từ 2 đến từ 2 3 4 5 6 tương ứng với lại là chữ H E L L O. Thì với mỗi lần như vậy thì mình sẽ cho delay 500 giây và nó sẽ hiện chữ nguyên toàn bộ chữ hello lên và nó chớp tắt 3 lần. Chương trình chính của mình thì mình cho chạy là từ vùng lập for y từ 0 đến 3, bn 3 y cộng cộng. Là mỗi lần chạy như vậy thì y mỗi vòng bên y thì mình sẽ cho nó hiện một cái mảng con là chương trình con là chớp tắt thì sẽ hiện chữ hello lên và delay 500 giây và tắt. Và ba lần như thế sẽ hiện chớp tắt 3 lần. Và tới đến yêu cầu thứ ba. Yêu cầu thứ ba của mình là đếm giây và lặp lại. Thì mình sẽ cho một chương trình con là đếm. Đếm thì với cái biến for i g bằng 0 đến 15 này là giúp hiển thị cái số đếm của mình được lâu hơn thôi. Ví dụ mình cho g bằng cao hơn thì nó sẽ hiển thị số đếm được lâu hơn. Thì mình sẽ cho hiển thị chân d sẽ ở chân chân d sẽ hiển thị hai số đếm từ là ở chân 7 và chân 8. Chân 7 và chân 8. Với chân thứ 7 thì mình sẽ cho chân C này với là mảng led. Mảng led là với biến y chia 10. Biến y là ở đây mình sẽ cho chạy từ 30 đến 30 giây. Thì sẽ cho chạy y từ 0 đến 30. Thì bạn có thể thay đổi cái khoảng thời gian này để cho nó đến bao nhiêu giây thì lặp lại được. Với biến y này thì y chia 10 là lấy nguyên thì sẽ hiển thị hàng chục, và ở dưới là y chia dư là lấy chia dư lấy dư cho 10. Thể hiện đơn vị và sẽ hiện là thị ở led thứ 7 và thứ 8 số giây của mình, và mỗi hàng delay 20 giây. Và cuối cùng là cho output C bằng 0 để tắt hết tất cả các led. Ở trong chương trình của mình thì đầu tiên là mình sẽ set các port là port C, port D là đều là output hết. Và chương trình thứ nhất là mình sẽ cho chạy y từ 0 đến 14 và giao dịch trái, sau đó là tắt hết. Và tiếp đến là chớp tắt 3 lần. Mình sẽ khai báo chương trình con chớp tắt và tắt hết, delay 500 giây. Tiếp đến là chương trình đếm, đếm từ 0 đến 30 giây. Mình sẽ cho từ 30 giây nên là đếm từ 0 đến 30. Và kết thúc, chương trình của mình chỉ có vậy thôi. Và sau đây mình sẽ chạy. Đầu tiên là chữ hello sẽ dịch trái từ phải sang trái. Và chớp tắt 3 lần. Sau đó đếm giây. Sau đây mình cài đặt là đếm 30 giây. Sau đó sẽ chạy lại ban đầu. Bài tập của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.